thì chúng ta cùng chiêm ngưỡng trong mình với một mẫu đầm và có thể nói rằng là giống như một bức tranh sơn màu để các chị gái có thể trà ngắm lên người cho mình được chứ ạ. Đây là một mẫu đầm mới nhất của GDA mà GDA muốn gửi đến cho các chị yêu ạ. Một họa tiết trên cái mẫu đầm cực kỳ là xuất sắc và em có thể thấy được rằng đây là một cái tông màu cực kỳ là bắt mắt cho các chị gái khi mà chúng ta diện vào thời tiết mùa hè ạ. Vừa đủ nổi mà lại không bị chói lóa bởi vì chúng ta được pha trộn giữa màu xanh và màu vàng, màu đỏ các chị ạ. Đấy, cho nên là khi mà chúng ta lên một chiếc đầm thì nó vô cùng là đẹp cho các chị gái, là vì như thế là tại sao mà GDA gửi đến cho các chị tuyệt vời như này các chị nhá. Bên trên thì chúng ta có phối họa tiết đủ để làm cho các chị cảm thấy nổi lên trên người các chị này. Còn bên dưới là phối thân von lụa đen trong mình này, tạo cảm giác mềm mại bay bổng cho các chị gái. Và điều quan trọng nhất là che mọi khuyết điểm trong mình từ phần bụng trở xuống. Đấy là những cái khuyết điểm nhiều nhất của chị em phụ nữ chúng ta, được chưa ạ? Và đây chính là một siêu phẩm mà GDA gửi đến cho các chị trong ngày hôm nay các chị gái nhé.